Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Ôi giời, cái này nó bị rơi. Hôm nay em sẽ làm một video đăng lái con máy xúc Doosan DX55 đời 2013. Hiện tại đang đi mở đường khai thác ở trên đồi keo đây các bác ạ. Hôm nay thì đường đi lại cũng khá là gọi là dốc. Mình mở đường lên đây là dốc với lại đá nhiều quá các bác ạ. Ở phía đằng sau mình đây này, nó là mình bỏ một cái chỗ quay đầu ở kia đó. Nhưng mà cái chỗ đó thì mình chưa sửa, đến khi nào mà mình rút về thì mình sẽ sửa, thì mình sẽ quay cho anh em là cái đoạn lúc sửa xuống nhá. Cái cây keo này hình như đâu đó nó cũng rơi vào khoảng 5-6 năm rồi đấy, cây keo khá là to rồi. Thì bây giờ mở xong là bác chủ nhà bác ấy sẽ bán cây luôn đó, bán cây để ăn Tết đấy các bác, bán đồi này để ăn Tết đấy. Cái đồi này nó ăn lên tít trên cơ. Đấy, anh em nhìn thấy tít trên kìa, rất là rộng luôn. Ba cái cầm cái điếu với lại ít nước ngọt. Bác cái đi trước, bác cái đứng ở đầu gầu. Cho nên là cứ mình đi đến đâu là bác cái lại chạy theo đến đấy. Chả cầm đứng nó lệch lệch ra một tí thì mình đi lại nó dễ. Cái hôm nay mình mở thì cái đất này nó là dạng như kiểu là đá xít, thì không phải đá xít các bác nhá, nhưng mà đá nó lại là đá dạng như kiểu đá xít mà nó lại vỡ dạng như kiểu xít cứng ấy các bác. Nhưng mà có những chỗ thì nó ra cái trắng trắng ấy. Nó ra cái vỡ ra cái viên trắng trắng. Cái đá này rất là giòn, nhưng mà để mà gọi là mang đi làm đường thì nó là hết ý rồi. Cái này thì mình sẽ mở chéo chéo lên đằng trên trước cầu này các bác nhá. Mình đứng ra cái mép ngoài này để mình quay cái đít cho nó dễ nào. Cái máy của mình nó bị cái ghế của mình thì sao? Nó có bị cái để anh em thông cảm nhá. Về nếu mà lọc âm thanh mà nó không được thì rất mong mọi người bỏ qua cho. Không hiểu tại sao là nó rung nhẹ thôi mà nó kêu cái. Con máy của mình thì là cái quay toa cũng như là cái động tác của nó thì nó rất là đều, nó cũng rất là khỏe đó. Làm ở cái đoạn dốc như này mà các cái động tác nó không bị ảnh hưởng gì thì làm nó cũng yên tâm lắm các bạn, nó không đuối. Này để cái cào để cái mép này thôi. Đó, lên đến đây bắt đầu mình ăn hơi lươn lên thôi, không ấy dốc quá thì lên đến trên kia thì nó cái đồi người ta sắp hết rồi các bác. Trên kia còn mở một cái đường chéo ra cái về bên đồi ngô ở phía bên kia nữa. Như vậy là mình mở cho nó cân đối lên cái thẳng chỗ kia, bắt đầu mình mở ngang ra thôi. Nhưng mà mình thấy cái đồi ở trên kia người ta không trồng cây, khả năng là nó rất là nhiều đá. Nhưng mà cái đá nó này mình lại nhìn thấy được thì khả năng là mình tránh được. Cái này không gạt ra. Lúc nào mình xuống mình đặt cái men và mình là cho một cái là ok coi nhá. Chứ không cần thiết là mình cứ phải là làm cho nó đẹp hẳn. Công trình này thì mình hôm nay vừa mới đổ đầy dầu rồi, lên làm thì chắc chiều nay xong sáng mai nữa là xong thôi, thì là không phải tiếp dầu lên đó. Còn nếu mà cái đường để mà mình tiếp dầu ấy thì mình sẽ phải làm cho nó đẹp, không có là đến lúc không đi lên được các bác. Đây thì bám vào cái mép này các bác nhá. Cây này nó bị chết rồi các bác. Cây này nó bị chắc cả mối mọt rồi, nó ăn mà nó chết rồi. Nó là bây giờ nó là cây khô rồi. Ba cái đứng đằng trước này, nó ru được cái cây. Ru nó lên trên này đi. Nó là cây khô đấy các bác. Còn bộ đất thì mình cứ để ra mép này thôi. Làm nào nó vừa cái máy đi của mình đi là cái công nông nó đi được mà. lên đây nó là đất thịt rồi, không có đá nữa rồi. Lại một chút để sấn cái chỗ này các bác nhé. Bác chủ nhà bác ấy đang phát cái cỏ xung quanh cái gốc kia để sau này cắt cho dễ này. Tiến lên quá nhá, như này là nó rộng khoảng 2,5 mét rồi. Đấy, lúc mình xuống thì mình ủi sát cái bên và cái mép của cái đường này nữa là được. Như này mình quay vừa phải thôi, quay ấy quá là nó sẽ bị vào cái đít của mình, cái đít máy cả, nó sẽ chạm vào cái phần đối trọng các bác nhá. Như này cái cây này nó bị gãy ngọn này, ngọn nó đấy. Ngọn nó là chết. Đào ấy dễ nó lên. Mắt cái cây này. Đó. Cho nó xuống cái đằng dưới này đi. Cái này để đấy tí nữa mình móc lên nữa. Nó mắc cái cành này, cái gốc. Cái này thì sẽ cho nó lên bên trên cái gốc cây to này nhá. Bởi vì là cái cây to cái nó đang là cái đoạn dốc, đoạn sói rồi. Cái gốc này ra cho vài nhánh là cái gốc nó bung lên luôn, nó liên kết bởi các cái rễ con, rễ củ này. Chỗ này nó có một cái hòn đá này, mọc dồn hết sạch. Đến đây thì nó hơi lươn rồi, nó không bị dốc. Trông thì nó bốc mô này là các bạn, tí nữa mình đi thì nó đi về mình ủi qua là nó đẹp ngay. Nhiều khi làm một đoạn dốc thì nó không thể nào nó đẹp và nó nhanh được bằng cái đoạn bằng được. Móc cái gốc kia lên, cho nó lên bên trên đất thì là người ta sau này người ta cắt được. dễ. Cái này không gạt đi thì nó mắc, mà gạt thì nó mất công. Mùa này đi là nó không có ong nữa các bạn. Chứ còn nếu mà vào cái mùa tháng 10 thì ong nó nhiều, thì vào những cái đồi mà chưa phát như thế này, rậm như thế này ấy, thì các bạn cứ đi một đoạn này gặp tổ ngay. Nhưng mà cái ngồi ở trong cái máy có cabin như thế này thì cũng không lo các bạn, nó cũng chả bay vào đây được. Nhiều khi cứ thấy tổ nào là lại có mồi tổ đó đó. Cây này thì mình sẽ cho nó đổ lên trên, nhưng mà cái cây to như thế này mình phải moi hết cái rễ ở xung quanh của nó đi cơ mới du được, không có là nó bị thoát mất. Đây có một cái đoạn gốc. Cái gốc như này là cái rễ của nó xuống rất là sâu luôn. Các bác nhá, chờ hẳn cái rễ. Nó đấy. Bây giờ thử du theo hồn chưa? Du phết này đấy các bạn. Dù là nó hơi chéo chéo nó vào trong. Chéo vào cái chỗ này đó. Mắt mình nhìn thấy nhưng mắt anh em có nhìn thấy không? Cái này xong rồi mình lột nó lên nhé. Cái này vẫn hơi bị toác một tí thế này. Nhưng mà cái này người ta cắt đi cân thôi, không sợ nó bị mất gỗ. Cây to này không ấy được thì tiếc, không giữ được thì tiếc các bạn. Đấy, những gãy một ít ở dưới cái gốc của nó. Đặt lên đây. Đó, ok nhá. Cây đã đổ rồi, video cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc cái video đây các bạn nhá. Đó, hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau. Khi mà vào trong này thì mình sẽ tiếp tục quay thêm video và đến đoạn quay đầu, và lúc nào về thì mình sẽ tiếp tục quay cái đoạn ở dưới kia và sửa cho anh em hoàn thiện toàn bộ tuyến đường này. Ok, tôi xin tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Chúc anh em có nhiều sức khỏe, lại có một ngày làm việc hiệu quả nhá. Ok, chào mọi người.